Ok, thì xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Phong đây. Hôm nay các bạn hãy cùng mình tiếp tục đi tìm kiếm những cái ending còn lại của tựa game Án Mạng Ở Budapest các bạn nhé. Và đây, khi mà chúng ta chơi lại lần thứ 3 tựa game này, và mình đã cho Doi uống rất là nhiều thuốc rồi và đã chỉ ra được hung thủ chính là thám tử Hồng, và chuẩn bị cái đoạn này thì đã có sự đổi mới rồi các bạn ạ. Thay vì ông chủ nhà Owen Ryu bảo quản La Park lao lên để ngăn thám tử ông lại, thì chúng ta đã có một số những đoạn hội thoại mới đây. Thì mình sẽ bắt đầu cho bạn xem luôn. Ok, vậy đủ rồi. Tôi đang thắc mắc sao ông không ngăn anh ta lại. Kết ở đây rồi. Giám đốc Đô vui lòng gọi mọi người vào đây. Vâng, sếp. Đấy. Ok. Thay vì ông quản tá Park lao vào như người nhện thì đây, chúng ta có một cái kết khác. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chuyện gì đang xảy ra? Đói, vở kịch kết thúc ở đây. Giờ anh cần phải đối diện với sự thật. Kẻ giết người trong câu chuyện này là... là... anh. Đó, đây là hậu quả của việc khi mà các bạn uống nhiều thuốc quá là thế đấy. Đấy, đầu đau nhói rồi đây. Tôi hiểu rồi. Đấy không phải giấc mơ. Giám đốc Ryu, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Ông định khép tôi tội giết người, nhốt lại rồi thử nghiệm trên người tôi, đúng không? Tôi không giết ai cả. Bình tĩnh lại, anh Khô. Anh nói đúng, anh không giết ai cả. Chính xác hơn là không ai chết trong nhà này cả. Tất cả là trong đầu anh thôi. Ok. Uống thuốc nhiều quá nó như thế này đây. Hậu quả đấy các bạn. Các chuyện kỳ án anh ưa thích và trải nghiệm thực tại bị lẫn lộn và sinh ra câu chuyện này. Ông nói sao? Các vết sẹo trên người anh có để ý không? Đúng, công nhận. Mình có hai cái vết ở tay và mấy cái vết mảnh Lego ở chân các bạn ạ. Chúng giống như vết thương trên xác các nạn nhân. Đó là vết sẹo tai nạn khi anh đang ở đây. À, đó, giải thích cho việc tại sao mà khi chúng ta tỉnh lại sau khi ngã cầu thang các bạn, khi mà đang đuổi theo cái người bóng đen ấy. Đấy, thì Doi có tỉnh lại và thấy mấy cái vết trên người. Có góp phần bất cẩn của chúng tôi nữa. Nhưng anh đúng là phiền hà thật. Đòi. Tôi chẳng biết ông đang nói gì cả. Sao tự nhiên ông lại tỏ ra là biết tôi thế? Ông mới chỉ gặp tôi trong 5 ngày nay. Anh ở đây 5 năm rồi. Đây là viện tâm thần và anh là bệnh nhân. Wow, sự thật bất ngờ. Dẫm lên và trượt chân vì miếng đồ chơi. Suýt chết nghẹn vì ăn khoai lang. Tay bị kẹt trong bẫy chuột. Tất cả diễn ra khi anh ở đây. Chúng trở thành ký ức đau buồn chôn sâu vào trong tâm trí anh, và trở thành cách thức phạm tội của tên giết người hàng loạt trong ảo mộng của anh. Không thể nào. Tôi đã bảo là cậu sẽ thấy kết thúc mê man. Là nó đây. À, như vậy đây mới là kết thúc mê man à? Ra là như vậy các bạn ạ. Tôi nghĩ là mình vẫn còn một cái ending nữa. Rồi. Đó, đây mới chính là kết thúc mê man nhé. Và còn một cái ending nữa sau khi mà chúng ta đã thấy được cái ending này. Thì ông bác sĩ Han này bảo là chúng ta hãy cố gắng là mở được cánh cửa hầm ngục và kết thân với một ai đấy trong cái biệt thự này. Đấy. Rồi, lần tới mình sẽ chú ý. Ok nhá. Ông cho tôi thuốc gì vậy? Thuốc đó là thuốc gì? Tóm lấy bác sĩ. Ôi, đừng nhá. Ông bác sĩ này có khả năng đặc biệt chết đấy. Alex, dừng lại. Ủa? Sao lại Alex? Ý ông nói là sao? Sao lại gọi tôi là Alex? Tên anh là Alex Cha. Ủa?
Ít nhất thì một trong những vụ giết người anh tưởng tượng ra là thật. Vụ giết người tại nhà nghỉ có xảy ra và anh là kẻ sát nhân. Wow. Trước khi đến đây, anh lạm dụng thuốc nghiêm trọng. Một ngày nọ, anh phê pha trong nhà nghỉ trên núi và bị hoang tưởng mà giết hại chủ nhà nghỉ. Vào thời điểm bị bắt, anh không phân biệt được mơ và thực, nên tòa cho anh đến đây để điều trị thay vì vào nhà tù. Đó là cách anh đến đây. Ok. Các bạn đợi mình một chút. Tiếp tục nhé. Tất cả đều là dối trá. Các người dựng chuyện lừa tôi. Cửa mở và mọi người bước vào. Điều dưỡng A. Ồ, Doi. Ý tôi là Alex. Em tỉnh rồi hả? Điều dưỡng B. Alex à, lần này lâu quá đó. Alex, Lulu. Ủa, hai người này vẫn sống à? Có cô thông đồng với giám đốc Ryu à? Hả? Anh ấy chưa tỉnh hẳn à? Bác sĩ Ryu. Chờ chút mọi người, chúng ta sắp thành công rồi. Alex, anh không thể vượt qua được những điều tồi tệ mình đã làm, nên anh cứ tạo ra thế giới ảo để trốn tránh. Chúng tôi dựng nên vở kịch này để giúp anh. Thế hóa ra tất cả những cái mình chơi trong cái lần đầu tiên và cái ending số 5 này nó là ảo à? Wow. Anh nghiện ngập và phạm tội, nhưng thẳm sâu bên trong anh là người tốt. Dù anh không trốn tránh như thế, trong anh luôn là người tốt, chấp nhận thực tại và trở về chính mình lần nữa. Mình nên chọn cái nào đây? Thôi mình cứ thử giả vờ là nhớ lại mọi chuyện đi, thì xem ra cái kết như thế nào cho các bạn nhé. Ok. Thế còn Rahi thì sao? Giờ tôi nhớ mọi chuyện rồi. Thật sao? Ông tưởng tôi sẽ nói thế đúng không? Wow, cuối cùng thì chạy ra khỏi phòng đón khách. Alex, giờ ta làm gì đây? Bác sĩ Ryu đuổi theo anh ta. Ok. Thôi, phòng của Rahi. Đây, sao lại vẫn bị kẹp bẫy chuột kẹp vào tay này? Rahi ở đây, như thế này. Sắc cô ấy lạnh rồi, nhưng mà tôi biết đây không phải là ảo ảnh. Anh xin lỗi đã không cứu được em, Rahi. Owen và người khác bước vào. Alex, tất cả chỉ là tưởng tượng. Đừng sợ hãi, hãy đối mặt với thực tại. Haha, tưởng tượng. Rahi vẫn đang ở đây, chết rồi. Các người giải thích việc này thế nào đây? Rahi cũng là tưởng tượng sao? Alex, cái đó nhìn còn giống Rahi không? Chúng mình bây giờ quay lại thấy cái gì này? Nhìn thấy cái gì? Gấu bông à? Hay cái gì? Nhìn kỹ vào. Còn cố đến bao giờ? Mở mắt ra. Mở ra. Nào, ra là cái gì đây? Ôi rồi ôi. Gì nhỉ? Cái này là cái gì nhỉ? Gối ôm à? Đúng không nhỉ? Ôi rồi, thôi hết là đúng rồi các bạn. Cuối cùng nó lại là cái gối ôm này. Cái gối? Không thể nào. Vừa nãy còn là người cơ mà. Đây là điều dưỡng C. GG để điều dưỡng C, ok. Đây là cái gối ưa thích của anh, Rahi. Chúng tôi tôn trọng sở thích của anh. Wow, đặt tên cho gối luôn. Ây giời đất ơi. Nhưng mà nhìn mắt to tròn thế nhỉ. Ây giời. GG. Xin hãy trở lại thực tại đi. Anh làm được mà. Cho chúng tôi thấy công sức bỏ ra không uổng phí đi. Nào, cô nhớ lại được xem được gì không nào Doi. Úi giời ơi, kêu lên như này thì... Alex. Cuối cùng chúng ta đã trở thành trở về cái bộ đồ thật rồi các bạn. Alex, anh ổn chứ? Chắc là không ổn rồi. Nhớ lại được rồi à? Sao nhanh nhỉ? Bác sĩ Ryu. Đúng rồi, tôi đây. Bác sĩ của anh đây. Anh có nhớ không? Xin chào Alex. Bác sĩ Hồng.
Có vẻ như anh ta hồi lại rồi. Ok, tốt. Cuối cùng. Cái gì đây? Đó là... ok. Không biết, hình như đây... Không biết là đây có phải rẽ ra hai cái lựa chọn, dẫn đến hai cái ending không, nhưng mà bây giờ mình cứ chơi cái thật xem nhau nhá. Cái gối. Cái gối ưa thích của tôi. Mừng anh trở lại, Alex. Cuối cùng là tất cả những câu chuyện chúng ta đã trải qua đều là trong giấc mơ rồi à? Wow. Ok. Rồi. Căn biệt thự lại đầy tuyết rơi nhưng mà lần này đã sáng đèn rồi. Alex, đến giờ uống thuốc rồi. Cảm ơn. Tôi sẽ kiểm tra xem anh có nuốt không, nên nuốt đi. Nuốt thuốc. Tốt lắm. Lulu. Tôi không sao. Bảo trọng nhé, Lulu. Gì cơ? Tôi rất tiếc chuyện xảy ra với Alex. Nhưng mà cảnh sát ở đây rồi, nên là không có chuyện gì xảy ra đâu. Là sao? Báo tôi nếu biết nếu cô cần thêm gì. Lại thanh niên lại đang cuối cùng là lại lại bị phê pha mơ mộng rồi. Đấy, căn biệt thự biến thành bệnh viện rồi. Budapest. Mở khóa thành tựu. Kết xe. Vở kịch tâm thần. Rồi. Úi dồi ôi, khiếp. Cái kết này trông nó u ám thế các bạn. Cuối cùng là chúng ta có Doi là một cái thanh niên gì nhỉ? Do là dùng mà chơi quá nhiều đồ cho nên là lên cơn phê pha cuối cùng là giết hại cả chủ nhà nghỉ ở cái quận ở gốc sang này các bạn ạ. Rồi. Và sau khi mà tòa án bắt đầu điều tra thì đã phát hiện ra Alex là thủ phạm. Cho nên là nhưng mà tuy nhiên thì lại xác định được là Alex là tâm thần, cho nên là không thể tống giam và tử hình hay đại loại như thế được, mà lại tống giam cái bệnh viện mà chính là cái căn biệt thự mà Alex tưởng tượng ấy. Đấy. Để điều tra các bạn ạ. Và cuối cùng thì mặc dù Alex bảo là mình đã quay trở lại đấy, nhưng mà các bạn có thể thấy là đoạn hội thoại cuối cùng ấy là Alex này vẫn đang nhầm tưởng rằng là Alex mà dẫm phải mảnh Lego ấy vừa chết. Đấy, cho nên là đang cố an ủi Lulu. Nhưng mà thực sự thì vẫn là bị lạc trong giấc mộng thôi. Chưa thể tỉnh lại được. Đó, rất là khó khăn. Ok, thì đây là cái kết C của tựa game Án mạng ở Budapest các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở ending D và mình sẽ cố gắng tìm bằng được cái ending đấy. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình nhé.